ngày 4 tháng 7. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, tại kỳ họp thứ 36 của đơn vị này đã xem xét kết quả kiểm tra, khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị nhận thấy, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa, phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Thuận đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bản thân, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận theo thẩm quyền. Liên quan đến sai phạm của ông Lê Quang Thuận, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hướng Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 7 tỷ đồng, giai đoạn năm 2019 đến năm 2021.